Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay em chia sẻ với bạn chương trình Aerob nhận 200 triệu coin Barbie Akita. Tôi đã list lên sàn Bankewap bạn nha. Thì chúng ta sẽ sơ lược về những cái dự án của nó trước. Thì cái nhóm này hoàn toàn chúng ta thấy là nó chưa có đông. Thì trước đây thằng Shiba Inu thì các bạn biết rồi đó. Thì nó cũng rất là ít người để ý tới nó. Thì chương trình Aerob đa số chúng ta làm hên xui, cho nên các bạn phải cân nhắc trước khi làm. Và phí ra hoặc là cái phí giao dịch đó chúng ta thấy nó thấp, có lợi nhuận thì chúng ta chơi. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy được link phần mô tả của mình để làm Aerob nha. Các bạn vào chỗ DD app cho mình, chúng ta dán vào mục tìm kiếm. Các bạn nhớ nha, cái quý mà chúng ta làm Aerob lúc nào là quý phụ, quý Aerob nha, đừng làm quý chính, tại chúng ta sợ mất tiền chúng ta thì nên cẩn thận, tốt nhất là vậy. Nó sẽ đưa chúng ta tới một trang web bắt ta kết nối, các bạn nhớ nha, quý phụ nha. Sau đó chúng ta sẽ xem trình Aerob của nó và chúng ta sẽ lấy link để chia sẻ để kiếm thêm cái tiền token này. Lấy chỉ này bằng cách nào? Chúng ta về lại cái quý, các bạn sao chép địa chỉ BEP20 cho mình, sao chép ta vào DDF lại nha. Chúng ta sẽ dán nha, dán cái địa chỉ BEP20 vào đây. Cái mình dán sẵn rồi, các bạn nhớ dán vào nha. Dán vào. Cái tiếp chúng ta bấm chữ link dưới nha. Dán xong, bấm chữ link get cho mình. Link get đây, bấm cho mình. Ok. Thì nó hiển thị ra một đường link cho chúng ta đi tiện red. Các bạn nhớ nha. Cái tiếp chúng ta bấm chữ làm Aerob. Chúng ta có thể mua 0.1 Binance bằng 10 tỷ nha, 10 tỷ BPA. Nhưng mà mình không khuyến các bạn mua nha, không khuyến khích các bạn mua, các bạn nhớ. Chúng ta chỉ làm Aerob. Thì cái phí hiện giờ tổng phí của nó là 1,68 đô, tức là chưa được 2 đô nha. Chấp nhận được, chấp nhận nha. Các bạn cân nhắc trước khi làm. Cái gì cũng vậy. Nếu mà lên được như Shiba Inu một phần nhỏ thôi thì chúng ta có thể X50, X100, rất là ngon. Các bạn hãy tìm hiểu thêm những cái nhóm Telegram, Twitter của người ta. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy contract nha. Các bạn vào cái quý cho mình, dán contract vào đây. Các bạn sẽ không thấy nha, đúng không? Chúng ta bấm vào điện tự động nha. Tự động cho mình. Dán cái địa chỉ hợp đồng đây. Ok, bấm làm xong cho mình. Thì contract và cái đường link mà chúng ta làm Aerob mình sẽ để phần mô tả cho các bạn, mà theo về luôn là 200 triệu coin. Thì bây giờ mình sẽ vào DDApp nha, chúng ta vào DDApp để kiểm tra cái giá nó thế nào. Là listen trên Bankewap nha, mà bấm cho mình Bankewap swap thì bạn vào tiếng tộc tiếng Việt cũng được nha. Bankake xóa đi, chữ K kia là chữ KC các bạn nha, các bạn nhớ. Để mình xong bấm xóa mình làm lại nha. Banca KC nha. Ok, Banca Wap. Swap nha. Ok. Chấm Finance. Ok, kiểm tra lần nữa nha. Ok, chính xác. Chúng ta xong nha, bấm đi xong cho mình. Thì nó đưa tới cái sàn Banca Wap thì các bạn bấm vào chữ J dưới đây cho mình. J. Tiếp tục ta sẽ dán cái địa chỉ contract á, dán vào đây. Tìm USD trước nha, USD để đổi USD cho bao nhiêu đô đã. Cái tiếp ta bấm contract nha, dán contract vào đây. Thì các bạn nếu mà lần đầu tiên các bạn dán contract vào đây á, thì các bạn sẽ bấm chữ import. Import nha, import mới ra nha, còn mình đã có sẵn rồi. Do mình đã thử test trước cho nó có sẵn. Còn các bạn nhớ bấm chữ import chứ nữa, import thì nó sẽ ra. Bấm max. Thì bạn thấy này, 0,1 đô. Tức là chúng ta đang lỗ, đúng không? Chúng ta làm là 0,1,6 nha, 1,6. Do đó các bạn phải cân nhắc trước khi làm. Và cái đồng coin để tăng giá thì chúng ta sẽ là những cái là cao cho wap luôn nha. Nhưng mà tao hiện giờ là wap lỗ, các bạn không wap. Chúng ta mua số số mà. Cho chúng ta mua là hên xui số số, cái nào hên xui, nó hên xui. Cái nào mình nó chắc ăn nha, các bạn nhớ nha. Do đó cân nhắc trước khi làm. Làm là 1,68 đô, tức là chưa được 2 đô.
Còn mà ta đổi hiện giờ là phí rất là thấp, giá nó chưa thấp, chưa được cao, các bạn nên cân nhắc trước khi làm. Ok, chúc bạn thành công nha. Đây không phải là kêu gọi chúng ta đầu tư, mà đây là chúng ta là phân tích chia sẻ những cái dự án mới chúng ta có thể ít nhiều lần hoặc là hên xui. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ qua phần quay số thử ngày hôm nay. Ok, chúc bạn nha, tặng bạn cho video này. Nếu các bạn thấy hay, thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh ngày một phát triển hơn. Tạo lực cho mình kiếm trang web, kiếm tiền riêng cho các bạn, kiến thức crypto, các dự án mới nhất của VDC chia sẻ cho các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Các bạn có thể chia sẻ những link kiếm tiền cho nhóm chúng ta mình mới thành lập để các bạn có thể chia sẻ link cho nhau. Các bạn có thể tuyển red, mình có thể làm red của các bạn. Các bạn lên cái đường link ở Telegram thì chúng ta sẽ chia sẻ link cho nhau kiếm tiền một cách hiệu quả hơn. Có thể bạn có những link tốt hơn mình có thể chia sẻ cho mình và mình có thể chia sẻ cho các bạn. Ok, chúc thành công nha. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên lệnh comment để địa chỉ Telegram chúng thử ngày hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt bạn. Cảm ơn bạn đã xem.